Chào các bạn, bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm cái Google ấy. Cái Google tức là cái đồng hồ hiển thị thôi. Mà đồng hồ hiển thị thì ứng dụng rất chi là nhiều trong thực tế cả nhỉ. Ví dụ như các bạn muốn hiển thị cái mức nước, tức là lưu lượng nước, rồi là hoặc là hiển thị cái điện áp, dòng điện, vân vân. Và bài này chắc là mình sẽ giúp các bạn làm cái điện áp và dòng điện đấy. Đầu tiên các bạn vào WinEC, tạo file mới như project, chọn bài Google, nhìn bài Google. Đây các bạn thêm một folder là bài 13 Google. Ok, automation. Đây mình ra đây nhỉ. Đây. Grid và writing thôi. Cho mình một tí. Tương tự như các bài khác thôi, các bạn add new này, add new driver và chọn cái protocol đấy. Phần MPI chọn new driver connect, đặt là Google. Lựa chọn là 2, tương tự như các bài trước. Cần chọn như tăng. Thì tuy đấy, ở đây là mình đặt là dòng điện và điện áp. Vì là số thực nhỉ. Đầu tiên các bạn chọn cái nút start. Không phải số start mà là cái nút switch. Và chọn 10.0 đi nhé. Binary chart 10.0. Ok, và switch này tức là nó sẽ bật tắt cái switch cấp điện. Thứ hai là chọn cái điện áp. Điện áp thì là chọn số thực đi nhé. Điện áp thì tất nhiên là số thực rồi. MD100 nhé. Và dòng điện tương tự số thực MD104 32 bit này, nhưng các bạn phải cách 4. Và điện trợ MD108. Ok, các bạn vào graphic design, chọn new picture, là tên cho nó Google. Mục đích ở đây là mình đã đưa ra hai cái giá trị, một là giá trị dòng điện và giá trị điện áp. Thì các bạn về theo mình này. Đây là một cái giả lập dòng điện đi nhé. Chọn config effect, chọn node, color light color, thì là khi mà có điện là mình đặt là màu đỏ đi nhé, khi mà mất điện mình đặt là màu đen. Để chọn dynamic, đây 250, chọn cái switch, chọn switch màu đỏ có điện. Apply. Ok. Và tương tự cho nó một cái switch. Switch này thì là switch tức là tiếp điện ấy. Bạn nào học điện chắc là biết. Một cái switch thường mở này. Đồng thời tạo thêm một cái switch thường đóng. Thường đóng thì là giá trị bình thường thôi. Các bạn kích vào đây để định dạng cho vẽ. Vẽ hello nhỉ.
cần chịu khó một tí học mà, bởi vì đi học cho nên là mình lại cần phải thời gian để tiếp thu mà. Như ai tiếp điểm luôn, để làm ai tiếp điểm. Ok, ai tiếp điểm này thì cũng tương tự, tức là khi có điện thì là nó sáng lên. Tương tự color, chọn background dynamic 250 mili giây, chọn switch, chọn màu đỏ. Ok, apply, duplicate, các bạn duplicate. Duplicate tức là copy ấy, tương tự như copy. Rồi vào đây sửa một tí là, ở đây là thay đổi rồi. À, ok. Là gì thay đổi? Tức là, ở đây các bạn set này, tức là khi mà không có điện, cái switch bằng 0 thì là cái này xuất hiện. Hiểu không nhỉ? Rồi chọn cái thằng này, Visual Linear, chọn phần Display, No. Tức là khi thằng này mà, khi thằng switch mà có điện thì do thằng này biến mất đi. Hiểu không nhỉ? À, cho thằng này xuất hiện đi. Mình làm sai. Cho thằng này xuất hiện, Yes. Đây, đơn tự vào đây, đặt giá trị cho nó. Effect là No. Color là đổi thành dynamic, rồi cái này hello, vé mạch điện hello. Ok, rồi cái này là chọn no khi mà switch bằng một, giả lập color thì cho nó delete đi, không cần. Ok, tương tự đó. Các bạn thêm cho mình một cái biến trợ nhé. Double code xóa cái này cho nó nằm trên. Ok, lên cho mình thêm cái biến trợ. Tạo ra cho mình cái biến trợ. Thì tương tự các cái khác rồi. Background, dynamic, width, tag, width, sáng. Đây chọn effect là no. Giá trị điểm trợ thì các bạn có thể thay đổi. Lát nữa mình tạo một cái slide như bài trước. Double call xuống mạch điện đây nhỉ. Xuống bài cơ bản, mạch điện cơ bản. Double call tiếp. Rồi, cái trời cái thằng này. Tương tự nhé. Đấy, giờ mình điện kìa. Mình thêm một cái đường là chỉ biệt trợ nữa. Rồi thêm cái thằng mũi tên nữa. Mình biến trợ gì nữa. Mũi tên thì tương tự. Các bạn set switch dynamic 2.5 250 mili giây, chọn tăng là switch. Tương tự thôi đúng không? Ok.
Rồi đây các bạn, thì mình sẽ cái chữ thì tương tự như các bài trước thôi. Slide graphic. Mình copy cái chữ nhé. Copy cái thằng này. Copy. Để phải làm lại. Paste. Đấy. U này. Y này. Y rồi. Đây. Và R để ok, ở đây các bạn tạo một nút ấn là bật tắt cái switch này, button chọn on nhé. Ok, rồi phần này các bạn chọn này. Color on khi mà bật thì là cho background color là nó đổi màu đi cái switch này. Từ switch mà bằng 1 thì là nó đổi thành màu đỏ nhé, bằng 0 thì là không màu. Tương tự với cái phần font thì là đây là phải dynamic nhé. Chọn tương tự. Khi mà cái thằng này khi mà switch on thì là nó hiển thị màu on, và khi switch off thì hiển thị off. Đấy. Và còn effect các bạn no. Ok rồi nhỉ. Và đây các bạn tạo cho mình một cái slide. Phải trước học rồi nhá, đừng quên đi nhá. Slide thì là slide cái giá trị biến trợ. Biến trợ mình đặt biến trợ đây max là 100 đi. Và tương tự poison các bạn chọn poison, đây mình thêm một cái bit nữa là biến trợ là mình thay đổi cái địa chỉ là số nguyên, bởi vì cái slider là số nguyên mà, cho nên là mvk 108 cũng được. Ok, điện trở là số nguyên này, điện áp là số thực, mà điện trở này sang PLC mình sẽ đổi thành số thực mà. Ok, Python các bạn chọn tag, chọn là không phải với width, là các bạn chọn là điện trợ. Đấy, 50. Ok. Ở đây các bạn chọn một cái ô hiển thị, cái gauge hiển thị cái điện áp và dòng điện. Thì điện áp là thường là 220V đúng không nhỉ? Đây điện áp. Cái gauge, bài chính của bài này là gauge mà. Các bạn kích bấm vào và đặt giá trị là bao nhiêu, giá trị bây giờ là bao nhiêu này. Đây, đây là 50. Min value là 0 đúng không? Max value là 100. Bởi vì điện áp cho nên là mình chọn 220 đi nhá, 230. Apply là 230. Và tick width tức là cái tick này này. Mình chọn là 30 đi. Đấy, nhìn thoáng hơn nhỉ. Danger, danger tức là giá trị đấy. Danger giá trị điện áp, danger là 230, 229, 228, 227 đi. Đấy, nhỏ mà. Caution, caution là khuyến cáo đấy. Cái này không cần để ý đâu. Bạn ở đây người ta định nghĩa các bạn có cần hiển thị danger deadline này, caution deadline này, khuyến cáo này, normal deadline này. Đấy, xem the point size, xem the point size tức là cái thằng này. Level offset
Level set là cái bằng schematic này. Level thì các bạn đổi được cái font color. Và đây là các bạn tùy chọn transfer border này. Transfer nhìn đẹp hơn nhỉ. Và đây transfer này. Đấy, tức là không có gì nữa. Và đây mình chọn là transfer border nhìn đẹp hơn nhé. Đây là điện áp. Ok, các bạn vào. Và đây đặt tên cho nó là ở đâu nhỉ? Đây, caption semantic các bạn là điện áp U. Tương tự duplicate với thằng này, dòng điện Y. Dòng điện thì thường là 100 đấy nhé. Tức là mình giá trị max của biến trở là 100. Thì là các bạn lấy Y bằng U trên R mà 220, 230 mà chia 100 thì là dòng điện max là 2,3 đúng không nhỉ? Cho nên các bạn chỉ cần chọn max value là 4 đi, 5 đi. Ok, F2. Rồi đây chọn tick width là 0.5. Ôi, nhỏ quá. 1. Đấy, 1, 2, 3, 4. Và denser là mình chọn là 4 đi. Tương tự và đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó là Kit dòng điện current. Ok, quan trọng bây giờ gắn tag cho nó rồi. Gắn tag ở đâu thì các bạn tìm đến cái từ value ấy. Đây, cái từ value ở đây thì các bạn gắn tag cho nó. Đây là điện áp cho nên mình chọn là điện áp này. Thời gian cập nhật là 250 này. Tương tự cái thằng này, chọn value là dòng điện. Đấy, mình gắn tag rồi, bây giờ bên POC là hình như là ok rồi đấy. Đúng rồi. Điện áp dòng điện và biến trợ mình đặt ở đây, cho bên này lại đây một tí, mình đặt thêm double code mình vuông tết. Đúng rồi, dòng điện là current. Ok, đây là receiver. Receiver là biến trợ. Rồi, QNTC ok rồi nhá. Bạn nào cần thắc mắc gì thì cứ hỏi mình. Sẵn sàng phục vụ các bạn. Semantic, lên. Học từ từ thôi các bạn, một hôm chỉ cần học một bài và nghiên cứu cho sâu là hiểu được mà. Ladder, để chọn các bạn là Go. Finish. Đầu tiên các bạn phải đổi cái giá trị biến trợ này thành cái giá trị số gì nhỉ? Số thực đúng không? Bởi vì đây là số nguyên mà. Các bạn tạo cho mình một cái switch. Tức là khi mà ấn switch này thì open mình gọi dòng điện. Điện áp thì luôn luôn bằng 220. Dòng điện và switch. Mười không không
áp mình đặt khác mặc định giá trị cho nó nhé. Tức là điện áp là luôn luôn có, phải không nhỉ? Đây các bạn có thể thêm vào một cái hiển thị giá trị điện áp vào đây, không cần nữa. Nên là mình mover đã lập giá trị, tức là mover 223.0 vào cái điện áp là bao nhiêu. Điện áp là MD100. MD100 giống như giả lập. Ok, insert network thì là cái này trong điện chỉ có thể hiển thị khi mà switch là bằng 1, đúng không? Khi mà trong điện thì bằng switch mà giá trị, bây giờ mình chuyển đổi giá trị biến trợ convert integer thành double integer này, double integer thành số thực. Đây là MD108 thì mình đổi thành MD một bao nhiêu nào, 110. MD110 mình đổi thành MD114. Ok, đây là giá trị thực, số thực của biến trợ này. Còn dòng điện thì tương tự, mình cho vào dòng điện vào đây ở trên mặt network đi. Switch copy đi. Thì giá trị dòng điện thì bằng giá trị điện áp cho điện, chia cho điện trở thôi nhỉ. Còn vào integer function, plot point function này, đừng có chọn integer mà plot point function này, deep, chọn deep nhé. Đâu nhỉ? Deep real. Tức là lấy giá trị MD100 mà chia cho giá trị điện trợ thì ra giá trị dòng điện thôi. Giá trị dòng điện thì là MD104. MD104. Đúng nhỉ? Đoạn đau nhá. Bên này cũng không khó đâu. Mục đích hướng dẫn các bạn hiển thị cái giá trị Gauger thôi. Là ai mà học bên điện thì chắc là hiểu được. Đây switch bằng 0. Ở đây các bạn này đặt thuộc tính cho switch. Switch này nhỏ. Thuộc tính cho switch thì là các bạn phải một nút ấn hai tác động. Bài trước mình hướng dẫn rồi nhá. Right left là action. Đó. Bùa bit, bit bằng z tag bit, mở ngoặc đóng ngoặc lấy z tag bit này này, switch phải nếu mở bit bằng bằng không thì là set tăng bit cái đằng này đấy, một xuống nào set tăng bit này là switch các bạn để chọn. Và tương tự if mà bit mà bằng 1 thì chọn set tag bit thì là switch bằng 0. Ok, kiểm tra xem có lỗi không. Ở đây không error, không warning, tức là ok rồi đấy. Tức là khi mà thằng này bằng 0 thì cho nó 1 và bằng 1 thì cho nó về 0. Đơn giản nhỉ. Bài toán lớp 1. Ok. Ở đây mình thêm một cái hiển thị IOF nhé. Hiển thị cho dễ hơn. Là IOF điện áp. Điện áp
Đấy, chọn điều áp thì output thôi. Cái output nên chọn là 28 và chọn config cho nó đẹp hơn một tí đi. Yes. Center. Center. Tương tự cho dòng điện Wco. Config là dòng điện. Thêm một cái biến trợ. Biến trợ thì là số nguyên. Thực chất thì là số thực thôi, thì để số thực được. Đây, các bạn chọn biến trợ. Biến trợ. Ok. Ok, mình thử run nhé. Thế này ok. Cần chờ một tí về mình dành thời gian để hướng dẫn các bạn thì các bạn cũng chịu khó một tí để học từ từ thôi. Cần có một khóa học tầm một kỳ đúng không nào? Ok, ở đây là ợp, tức là cái thằng này bằng không, không có cái này, và mình chọn resistor lên 55 đi. Và chọn cái điện áp này, điện áp lúc này là bằng 223 này nhé. Và mình chọn cái on thằng này cả. Đấy, on thằng này là 4.055. 223 chia 55 thì 4.055 nhỉ. Cái thằng này hơi lỗi một tí, mình không hiểu tại sao. Vì mình giả lập đúng rồi. Tôi không dùng cái này nữa nhé. Delete đi. Ok. Khi mà cái biến trợ thay đổi thì là cái dòng điện lớn này. Các bạn thấy lớn chưa? Mắc này. Mắc là 2.27. Tức là biến trợ mà lớn đến 100 thì là cái thằng này 2.23 này. Giảm xuống tăng này. Biến trợ. À. Biến trợ lúc này vậy. Tức là nếu mà bằng 0 thì không được. U mà chia cho 0 thì bằng vô cùng đúng không nhỉ? Biến trợ phải lớn hơn 0. Và giá trị 22. Tức là đây mình có một chút sai sót. Các bạn nói sao? Set mắc cái thằng này là... Thì là 220. Bởi vì biến trợ nó bằng 1 thì là cái này chia 1 thì bằng 220 đúng không nhỉ? Mắc value là 220. Apply và Danger là 200 đi. Wow. Tại sao nhỉ? Còn với tại sao đặt cái tick width này là chọn 10 đi nhé. Đấy, 10 nhiều quá, 30 đi. Đấy, đặt chưa. Ok. Hợp nhá. Hợp tức là dòng điện nó bằng 0. Thực chất nó bằng 0 nhưng mà ở đây nó lưu giá trị này. Lưu giá trị lúc mà chưa cắt thằng này đấy. Nếu muốn thay đổi thì là ok này nhá. Đấy, thấy chưa. Từ cái on thằng này tất cả đấy là này. Nhờ. Đấy. Đây cái gauge này luôn thay đổi. 17. Ở đây không phải là 220 mà là 17. Thì đúng rồi. Tương tự. Cảm thấy chưa nhỉ? On up. Up thì là dòng điện nó bằng 0. Tức là các bạn muốn cái thằng này bằng 0 thì bên này các bạn phải thêm một cái lệnh nữa. Tức là khi mà switch mà bằng 0. Insert network. Switch này là bằng 0 thì là move 0 vào cái giá trị dòng điện nhá. Đâu? Move vào đâu nhỉ? Ở đây.
đấy, M0.0 M0 và giá trị dòng điện là MD 104. Thì bên kia nó sẽ hiển thị là 0 điện. Các bạn tư duy một tí đi, bởi vì tư tưởng cứng nhắc là không được. Tư duy sáng tạo, tư duy logic, hiểu không nhỉ? Ok, 30 nhá. On này, đấy, 7.4 này. Tắt này là dòng điện bằng 0 này. Trong cái điện trở và giá trị khác đấy, 4.2 này, đấy bằng 0 đấy. Tương tự đấy đằng này. 17 15 đấy. Giá trị dòng điện tăng. Điện áp thì mình vẫn giữ vậy, điện áp không cần tăng đúng không nhỉ? Ok, đây là cái bài giới thiệu về Gauge. Đồng hồ hiển thị đấy, tương tự như mực nước hay là các cái đồng hồ hiển thị áp suất, dòng điện, lưu lượng, nói chung là đồng hồ, thì là các bạn có thể dùng cái này. Bài toán của các bạn phụ thuộc vào bài toán của các bạn nên dùng cái này ở trường hợp nào thôi, đúng không nhỉ? Chúc các bạn thành công nhé. Tiếp tục xem các bài sau của mình. Ok, goodbye.